382. When may a 17-year-old person sign a valid contract? A. When they don't live with their parents. B. As an orphan with no parents. C. When it is notarized. D. When they are emancipated after a court's approval. Correct answer is D. When they are emancipated after a court's approval. Question. Hỏi 382. Người đủ 17 tuổi được ký hợp đồng có hiệu lực khi nào? A. Khi họ không sống cùng bố mẹ. B. Là một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ. C. Khi được công chứng. D. Khi họ được trả tự do sau khi được tòa án chấp thuận. Câu trả lời đúng là D. Khi họ được trả tự do sau khi được tòa án chấp thuận. Câu 3.